Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Hải Supercà. Hôm nay tôi đang tiến hành là phục chế lại cái hệ thống giảm xóc của con Nissan này để chế tạo sang con siêu xe. Quy trình để mà phục hồi nó thì tôi cũng làm từng bước như sau, ví dụ như là tháo lắp từng các cái phụ kiện ra toàn phần và được tẩy rửa cái sơn cũ của nó đi để tiến hành là sẽ sơn nó một cái lớp sơn mới. Thì ở đây thì đang phân vân, đang nghiên cứu là không biết là nên sơn một cái màu gì cho nó đẳng cấp với thời đại. Buổi live hôm nay thì anh em vào cho mình ý kiến nhá, để mình sơn cho nó một cái màu nó phù hợp, tại vì chưa chắc mình làm mà mình đã nhìn thấu hiểu hết được, và có thể là cái sự chia sẻ của anh em là nó lại góp cái phần tăng cái độ chuẩn xác hơn. Thế là những cái buổi live thế này thì công việc nó mới giống như thế là mình xem bóng đá trực tiếp. Nó được trao đổi trực tiếp và cũng được quan sát công việc trực tiếp. Công đoạn này thì công đoạn nó rất là lâu, phức tạp. Cho nên mình chưa có cái video theo từng hạng mục. Vẫn đang còn làm những cái quy trình nó nhỏ vặt vặt thế này, để tiến hành là mới đi vào cái hạng mục nó rõ ràng. Cũng như thường lệ như các buổi trước thì cứ vào tầm cái giờ này, từ 10 giờ 30 đến 10 giờ 40 là mình có thể phát livestream trực tiếp công việc của mình đang thực thi. Thì để mà sơn được cái màu sơn lên thì mình phải cần trao chút và vệ sinh cái lò xo này, nó rất là cầu kỳ anh em bạn ơi. Mình sẽ cho anh em xem quan sát cái giữa cái mình làm rồi và cái chưa làm anh em xem nhé. Nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là phải đầu tư cái thời gian công sức. Không dễ gì mà những cái phụ kiện mà đã mấy chục năm rồi bây giờ mình phục hồi lại được nó như mới, hoặc là nó gần như mới là không phải là đơn giản, không phải là tự nhiên mà có. Anh em ở đây, anh em nhìn cái sóc của cái lúc mà mình mới tháo ra, mình chưa có làm cái gì hết, nó cực dơ cực bẩn luôn nha. Nó trông cái giống có thể là nó đang bị ăn mòn này, nhưng mà thực ra nó không phải đâu, nó không phải là bị ăn mòn đâu, mà nó đang này là cổ mà hàn dỉ một chút, không phải ăn mòn nhá. Và đây là cái mà mình đã làm rồi này, mình đã làm sạch sẽ này. Mình đã làm sạch sẽ nhá. Đấy, anh em thấy chưa, đã được sạch sẽ thì nó như thế này. Đây là thành phẩm mà công lao mình trao chút vào đây này. Đấy, anh em so sánh giữa hai cái này, giữa hai cái nó khác nhau đúng không, khác nhau hoàn toàn đúng không. Đấy, nên là bây giờ mình sẽ vệ sinh nốt cái này, vệ sinh nốt cái này là để mình sẽ sơn cho nó một lớp sơn lót nền, sơn dạng như là sơn 2K, nó có độ bền, thậm chí còn bền hơn cả sơn tĩnh điện. Nhưng mà với điều kiện là mình phải làm vệ sinh thật tốt cái bước đầu thì sau mình sơn nó mới bám. Cái gì cũng thế, nói chung là cứ phải vệ sinh thật tốt. Bây giờ mình đánh bóng cho nó. Thank you.
Cơ bản là cũng ra sạch và bây giờ mình sẽ làm những cái phần ngóc ngách bên trong. Bên trong đây mới là kho anh em. Bây giờ mình sẽ tiến hành là lồn cái máy nó vào trong này để làm cái này. Chung là cái máy này á, khi mình dùng cái lưỡi chà nhám này, cái đĩa chà này nó không được cân đối, nó không giống cái lưỡi cắt đâu. Dù mình cầm cái lưỡi cắt thì nó đơn giản, cái này là nó làm, nhưng mà thực ra là lúc nó quay là nó sẽ lắc nhiều lắm, nên là cầm một tay rất là khó, nên làm nó cũng rất nguy hiểm, nên là cầm cái máy này phải cực kỳ là chắc, cầm lâu nó cũng mỏi tay, nên là nghỉ lao đi tâm sự với anh em thôi.
Thank you.
Thank you.
Ok anh em, vậy là mình đã phục hồi và vệ sinh cái hệ thống giảm sóc của con Nissan này để chế tạo sang con siêu xe. Thì mình đã tiến hành làm vệ sinh sạch. Tiếp theo là mình sẽ dùng xăng để mình đánh lại một lần nữa. Dùng xăng anh em nhá, cái xăng mà xăng xăng thơm á, đánh một lần nữa để cho nó mất tuyệt đối các cái dầu mỡ cũng như là dầu han dỉ. Thì tôi sẽ bước vào là sẽ sơn một lớp sơn nền 2K để cho nó bám vào đây. Đó mới chỉ là bước khởi đầu nhé, để sơn để lên, bảo vệ cái nền thôi. Còn cái màu sơn thì mình cũng đang tham khảo. Theo anh em thì mình nên sơn cái màu gì là nó hợp lý cho cái bộ sóc này. Đấy thì mình cũng đang rất phân vân, một là màu cái phân vân của mình nhiều nhất vẫn là màu vàng hoặc màu đỏ. Thì theo anh em thì hai cái màu đó thì màu nào là phù hợp, cũng như là các cái màu phản quang thì mình không biết là cái màu nào để cho nó hợp với cái hệ thống sóc này, cái bộ dầu xô này. Đấy. Thì ở đây thì các cái phần này thì tất nhiên là mình sẽ sơn nó màu đen rồi, nó sẽ là màu đen rồi. Còn bây giờ muốn nổi bật về cái sóc là không biết là màu vàng hay là màu đỏ cho nó phù hợp. Đấy. Thì mình đang cần sự tham khảo của anh em nhé, cần cái sự tham khảo của anh em. Anh em ơi, anh em góp ý cho mình coi là nên sơn màu gì nhỉ? Anh em nào đang xem thì cho mình cái ý kiến nhỉ, nên sơn màu gì là hợp lý cho cái bộ lò xo này cho nó ngầu với chiếc xe xích siêu xe mà chúng ta đang bắt đầu bước vào chế. Đấy. Theo mình thì mình đang nghiêng về màu vàng nhiều. Còn theo anh em thì màu gì là hợp lý? Các cái thiết bị này cũng thế, mình cũng đã sơn cho nó rồi, sơn này nó màu đen rồi để bảo vệ cái nước sơn cho nó không bị dỉ sét cái phần này, tại vì trước đây thì nó dùng mấy chục năm nó cũng bị dỉ sét, nó đang bị ăn mòn rồi, nên bây giờ mình phải cần phải sơn một cái lớp sơn rất là dày vào nữa để bảo vệ nó. Đây, rất là đấy, đấy. Chung là để một cái màu nó đẹp nó phù hợp thì cũng thấy cần nghiên cứu rất là nhiều nhá. Cái này đang rất là đẹp, đánh sạch thì đang rất là đẹp. Anh em nào đang xem live thì chia sẻ cho mình với nhá, cho mình cái tim cho nó nhảy nhảy đi, cho nó phấn khởi. Đây là mình mới đánh với mới vệ sinh thôi. Bước tiếp theo lên màu gì nữa thì mình sẽ tham khảo thêm nha anh em nhá, tham khảo thêm như là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cái màu chủ đạo của bò giảm sóc này. Mình tin rằng là khi mình kết hợp cái màu cho cái bò giảm sóc này nó đẹp thì sau này lắp lên trên cái phần khung sườn của con siêu xe và lắp một bộ bánh thể thao vào nữa thì mình nghĩ là nó không thể không đẳng cấp được anh em, không thể không xịn sò và nhìn nó không thể uy lực được, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cái đường kính của cái lò xo này rất là to này, đường kính rất là to nhá, đường kính tầm gần 20 đấy, cái bàn tay của mình gần gần như là hết này. Cho chắc tầm khoảng 10 đâu thước đồng, nó sách mách có thước luôn, đo luôn là biết liền. Đấy, cái thước đây sẽ đo cho anh em xem nhá. Sóc rất là to, cái lò xo này nó to lắm. 16, hơn 16 đây, 16.3 đây. Đây là bàn đường kính nha, 16.3, 16.4 thì đấy, nói chung là da giảm như vậy. Mình tham khảo ý kiến anh em nhá, tham khảo ý kiến anh em để cùng nhau phát triển chiếc xe này nó tốt hơn. Đầu tiên thì mình cũng xin trả lời cái comment của các bạn đã quan tâm, đã không ngại sự chia sẻ cảm xúc và là chia sẻ lên trên đây.
Đầu tiên thì mình cũng cứ xin thank you bạn nước ngoài nha, hai bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của Hải Supercar. Rất vui. Rất là phấn khích. Cảm ơn các bạn. Và tiếp theo mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Khánh An. Bình xăng không xả ra hết rồi sơn lót lại luôn hả anh? Nguyễn Khánh An à, bình xăng là bên trong nó đang rất đẹp và mình đã được sục rửa, đã sục rửa rất nhiều. Cho máy đưa vào sục rửa là rất là sạch rồi. Bây giờ nó là khô và bên trong thì nó là một cái lớp kim loại là được tu luyện, gọi là được tinh khít đấy, ta làm rất là chuẩn, cho nên bây giờ bình xăng nó vẫn đang còn mới và đẹp. Và bên ngoài thì mình đã sơn cho nó một cái lớp sơn. Đầu tiên là mình mới sơn, chỉ sơn cái sơn 2K để bảo vệ cái, để cho nó bám vào bình xăng thôi, nó bám vào cái nền để cho nó chắc. Đấy, đến sau đó mình sẽ tiếp tục là mình đang chờ hàng về cho mình chưa sơn, mình sẽ sơn một cái lớp sơn, tức là sơn dạng là sơn chống ồn, sơn nó rất dày, sơn vào nó rất là dày và nó lại giảm được cái độ ồn. Đấy, có nghĩa mình đi mình nó gây tiếng ồn là nó sẽ giảm đi rất nhiều, bởi vì nó cái lớp nó vào là giống như đấy là cái lớp cao su vào ấy. Đấy là cái thứ hai, và bình xăng là nó đang còn rất là đẹp, đang còn nguyên lạch. Đấy, thì tất cả đây là đều phần dưới gầm mà, thì mình mới chỉ sơn một cái lớp sơn để cho nó bám vào sắt thôi, còn một lớp nữa là lớp sơn dạng chống ồn nha. Mình không hiểu giải thích cái sơn đó là nó như thế nào cả, nhưng mà mình chỉ nôm na mình biết là như vậy thôi. Đấy, cái sơn đấy là ta hay sơn ở cái phần tôn là nó hay sơn cái phần đấy để cho chống ồn. Đấy, còn về tiếp những câu hỏi của bạn đó là đeo kính bảo hộ vào anh ơi, nhổ hay chưa nhổ máy cái dầm người máy bắn vào mắt. Cảm ơn bạn nha. Mình nói chung là bảo hộ thì nó là rất tốt rồi, nhưng mà mình cứ đeo vào là đeo khẩu trang là nó hay bị mờ mắt á, cho nên là mỗi khi mình cầm máy mình mài thì mình cũng không dám mở mắt to ra, mình chỉ có gọi là nhìn nó rất nhỏ thôi, để phòng là lỡ không may nó có bị bắn thì mình kịp là nhắm mắt lại. Đấy là về bảo hộ. Và bạn hỏi mình là phần lò xo giảm sóc sơn màu đỏ cho thể thao anh Hải nhé. Wow, đúng rồi. Cảm ơn bạn nhá, cảm ơn bạn đã cho mình một cái sự gọi như là tham khảo. Mình sẽ tham khảo điều này và mình sẽ quyết định trong một cái video tiếp theo là nên sơn màu gì. Màu đỏ hả? Màu đỏ. Ok, màu đỏ cũng thể thao nhỉ. Màu đỏ với màu vàng thì hai màu đó mình thấy được thể thao. Thì theo như bạn nói là màu đỏ. Ok, rồi mình xin đánh dấu vào tin của bạn nha. Có anh em nào làm phụ chung với anh không? Không bạn ạ, mình không có ai làm cùng với mình cả, và mình cũng cần có một người làm cùng với mình. Mình bây giờ mình cũng nói đi nói lại rất nhiều rồi, nếu như các bạn nào mà đam mê á, cùng đến để cùng chung một đam mê, cùng chung một cái nhịp cầu, thì hãy đến với mình, tức là muốn đến đây để xây dựng một cái nền tảng chế xe cũng như là làm phát triển YouTube á, thì nên đến với mình. Đấy là những bạn nào mình cũng rất biết là mình biết thì cũng rất có nhiều người cũng đang muốn tạo cho mình một cái nền tảng YouTube hoặc là một cái công nghệ như là làm chế xe chế tạo, nhưng mà các bạn chưa có điều kiện để thực thi. Thứ nhất là tài chính, thứ hai là các cái thời gian thì chưa xếp sắp được. Thì nếu bạn nào mà đam mê về nghề này thì nên đến với mình là để cùng cộng tác, để phát triển, để chế tạo những siêu phẩm, cũng như là để xây dựng một cái nội dung nó được chuyên nghiệp hơn để đăng lên nền tảng YouTube, chúng ta kiếm tiền YouTube để duy trì về cái
nghề chơi sen này. Nếu anh em nào mà đam mê nhá, đam mê thì cứ đến với mình thì là sẽ thành công thôi. Còn nếu như mà, và đây là mình nhấn mạnh là đặc biệt nhất là những người mà bạn mà chưa có gia đình ấy, thì nếu có gia đình rồi là cũng cơm áo gạo tiền là cũng hơi mệt, cũng hơi là vất vả đấy. Cho nên là mình khuyên là như vậy nhá. Rồi bây giờ hôm nay live thì mình cũng đã chia sẻ ấy, cái công việc cũng như là trả lời những comment của các bạn và tham khảo ý kiến để sơn cho cái bộ giảm sóc này nó lên cái màu gì nó đẹp, thì cũng đã có những ý kiến là chia sẻ với mình rồi, và mình sẽ đánh dấu vào và để nghiên cứu và quyết định đi vào cái màu sơn gì để cho nó đẹp. Thì theo đối với mình là trong hai cái màu mình đưa ra thì một màu đỏ này, hai là màu vàng, thì hai cái màu đó thì mình cũng đang cân nhắc giữa hai cái đó. Thì mình sẽ chờ đợi thêm một chút thời gian nữa là để lấy cái ý kiến của một số người nào nữa để đóng góp vào cái phần này, là mình để quyết định đi đến sơn màu gì nhá. Và cái video mà để mà sơn lên được cái màu gì đó thì thứ nhất là sẽ có trong video kết thúc nội dung là mình edit đấy. Thứ hai là mình sẽ có cái video là phát trực tiếp trong buổi video, buổi phát tiếp theo, là mình sẽ sơn màu gì là mình sẽ làm anh em nhá. Rồi bây giờ live thì cũng đã 38 phút, mình cũng không nên là để quá lâu, vì là mình cũng có những cái việc phải làm riêng, các bạn cũng có thời gian, không có thời gian để ngồi xem nhiều, thì mình xin xuống live tại đây và hẹn anh em trong video tiếp theo. Chúc anh em một ngày tràn đầy niềm vui hạnh phúc, và nhất là ngày hôm nay là ngày chủ nhật, anh em nào có điều kiện thì đưa vợ con đi chơi và đi ăn uống gì đấy cho nó sảng khoái trong một tuần làm việc mệt nhọc nhá. Tối nay thì mình cũng cùng gia đình đi xả stress một tí. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Bye bye anh em nhé.